Him Lam kênh tẻ. Theo thời gian cùng với sự trải nghiệm của bạn, tiêu chuẩn về một cuộc sống mới hình thành. Chúng tôi quy tụ mọi tinh hoa của đất trời, tạo nên một tiêu chuẩn sống mới, mang đến cho bạn sự hài lòng tuyệt đối. Khu đô thị Him Lam kênh tẻ có quy mô 58,3 hectare, gần 1.200 nhà phố, biệt thự và hơn 3.000 căn hộ cao cấp, mang đến một không gian thanh bình, tĩnh lặng như một thiên đường giữa lòng đô thị. Cha mẹ sẽ có những phút giây thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Khoảng không gian sống bên ngoài ngôi nhà tạo nên một cộng đồng thân thiện khi cư dân được kéo lại gần nhau bằng những hoạt động giao tiếp, vui chơi trong nhà và ngoài trời. Cả gia đình sẽ có những phút giây sum vầy bên nhau để mỗi ngày đi qua đều lưu lại những kỷ niệm ngọt ngào. Thế hệ con em của cư dân được thụ hưởng bao bọc trong môi trường giáo dục tốt nhất, với các trường học danh tiếng tiêu chuẩn quốc tế, từ mẫu giáo đến sau đại học, tạo dựng cho con bạn một tương lai tươi sáng. Các tiện ích hạ tầng xã hội như y tế, thương mại, giáo dục, giải trí, đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại và thỏa mãn nhu cầu rất cao của những chủ nhân nơi đây. Bước chân vào nơi yên tĩnh này, thế giới như dừng lại, mọi vật lắng đọng và dường như những bụi bặm ồn ào của phố thị đã dừng lại ngoài cổng chào khu đô thị. Buổi sáng, bước ra trước hiên nhà, ta có thể hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, ngắm nhìn những vạt hoa đua sắc dưới nắng sớm ban mai, hay nghe tiếng chim hót líu lo trong vườn. Khu đô thị Him Lam kênh tẻ được thiết kế và đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất, với thiết bị công nghệ tiên tiến, không chỉ được ưu đãi nhiều cảnh quan đẹp của sông nước, chủ đầu tư Him Lam còn kiến tạo thêm các hồ sinh thái, công viên cảnh quan, vân vân. Cư dân Him Lam kênh tẻ được thụ hưởng một môi trường trong lành, xanh mát. Ngoài ra, còn được phục vụ nhu cầu giải trí, hạ tầng kỹ thuật hiện đại từ hệ thống viễn thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp ga tập trung, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải và thu gom xử lý rác sinh hoạt đã được triển khai đồng bộ với tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về môi trường. Với lối kiến trúc hài hòa mang tính tổng thể cao, chú trọng tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, mỗi căn hộ được thiết kế đẹp, công năng phát huy tối đa, trang trí nội thất hợp lý, đặc biệt vận dụng sáng tạo, phong thủy và thiết kế hiện đại, nên tất cả các căn nhà, mỗi căn hộ đều được thiết kế không gian mở, luôn tạo cảm giác thoáng mát. Sự luân chuyển không khí trong lành trên từng góc cạnh của căn hộ sẽ tạo ra một không gian sống thực sự thoải mái, thư giãn, hiện đại nhưng vẫn phảng phất sự giao hòa của đất trời. Khuôn viên của khu ở được bố trí xen kẽ với những khoảng không hài hòa của công viên, cây xanh, là nơi để quý khách trút bỏ những căng thẳng của công việc và tận hưởng những giây phút thư giãn bên gia đình và người thân. Chủ nhân khu đô thị Him Lam kênh tẻ sẽ được hưởng các điều kiện sinh hoạt tốt nhất trong một môi trường sống trong lành. Hệ thống dịch vụ hỗ trợ cực kỳ phong phú, đa dạng, hạ tầng cao cấp đồng bộ biến nơi đây thành một cộng đồng thu nhỏ với một cuộc sống đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần. Với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và môi trường xã hội theo tiêu chuẩn sống hiện đại, nơi đây được quy hoạch thành một xã hội văn minh thu nhỏ, tạo ra một phong cách sống mới. Toàn bộ khu đô thị là một tác phẩm kiến trúc đẹp và hài hòa, kiến tạo nên một môi trường sống hiện đại, tiện nghi, an toàn nhưng vẫn rất gần gũi và thân thiện cho cư dân nơi đây. Từ khu căn hộ, bạn chỉ mất chưa đầy 10 phút để đến chợ Bến Thành và chưa đầy 5 phút để đến đô thị Phú Mỹ Hưng. Hội đủ các tiêu chuẩn cần có của một khu căn hộ cao cấp, nhưng trên hết, những giá trị vật chất
là giá trị tinh thần mà Him Lam Riverside có thể nâng cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới.